là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bảo Lâm. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát sóng hôm nay của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bảo Lâm, phát trên sóng FM tần số 102 MHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin. Ngày 5 tháng 6, huyện Bảo Lâm tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2024 và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Viết Vân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Đồng Văn Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban, ngành, đơn vị, đoàn thể huyện, cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, hội viên trên địa bàn thị trấn Lộc Thắng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đồng Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, thực hiện kế hoạch trồng 5 triệu cây xanh trên địa bàn huyện Bảo Lâm giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, sự quyết tâm của các cấp, các ngành và sự tích cực tham gia phong trào trồng rừng, trồng cây xanh của nhân dân trong huyện, toàn huyện Bảo Lâm đã thực hiện trồng được 3,75 triệu cây xanh, đạt 75,04% chỉ tiêu toàn giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2024, huyện Bảo Lâm phấn đấu trồng hơn 1,2 triệu cây xanh các loại. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn huyện Bảo Lâm trước một năm so với kế hoạch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị các cấp, các ngành, nhất là các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong huyện nắm rõ về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia công tác trồng rừng, trồng cây xanh trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh việc trồng cây xanh, thực hiện trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị, trồng cây xanh trong trường học, trạm y tế, khu dân cư, trong khuôn viên các công ty, doanh nghiệp, trồng cây xanh xen trong vườn cây nông nghiệp, trồng cây xanh ven hai bên đường giao thông, trồng cây xanh trong thôn, xóm, hội trường thôn, trồng cây xanh tại các khu vực bán ngập. Đồng chí Đồng Văn Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện cần làm tốt những nội dung sau. Thứ nhất, xác định cụ thể chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh của năm đến từng xã, thị trấn, đơn vị, cơ quan và hộ gia đình. Trong năm 2024 này chúng ta sẽ hoàn thành cái kế hoạch trồng 5 triệu cây xanh. Đề nghị các cơ quan đơn vị vận động người dân cũng như các doanh nghiệp thực hiện theo đúng cái kế hoạch đã được giao. Thứ hai, việc tổ chức trồng rừng trồng cây xanh phải đúng thời vụ, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng. Sau khi trồng rừng trồng cây xanh phải gắn trách nhiệm của từng chủ rừng, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc, quản lý, bảo vệ để đảm bảo trồng cây nào sống tốt cây đó, đem lại hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội, môi trường, cảnh quan, góp phần hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm cho huyện Bảo Lâm của chúng ta ngày càng xanh sạch đẹp và giàu mạnh hơn. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện Bảo Lâm, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trên địa bàn huyện đã tham gia trồng hơn 100 cây giãn hương trên các tuyến đường trung tâm huyện. Trường Đại học FPT tuyển sinh năm học 2024, các ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, công nghệ truyền thông và các ngành ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc. Đặc biệt năm nay, trường Đại học FPT mở các chuyên ngành mới rất phù hợp với xu hướng thị trường nhân lực hiện tại như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, quan hệ công chúng, công nghệ ô tô số. Sinh viên tốt nghiệp trường Đại học FPT được tuyển dụng làm việc toàn cầu, có trong tay hai ngoại ngữ, vững chuyên môn, rộng mở tương lai. Thí sinh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thể nộp hồ sơ bằng kết quả xếp hạng học bạ vào trường Đại học FPT ngày hôm nay. Nộp hồ sơ sớm, nâng cao cơ hội trúng tuyển, học đúng chuyên ngành yêu thích. Gọi ngay tổng đài tuyển sinh theo số 0328
33-00-88 hoặc truy cập vào website daihoc.fpt.edu.vn. Chồng ơi, nước nhà mình đun sôi rồi mà sao có màu lạ, hồi khó chịu, còn mình uống cũng mắc bệnh thôi. Không biết nên mua máy lọc nước nào nhỉ? Anh chị đi cô ba tôi chỉ cho, máy lọc nước tốt nhất là Carufi, duy nhất đạt chuẩn tinh khiết đóng chai, uống tại giòi, QCVN 06.1 Bộ Y tế, do Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường cấp đó, có hệ lõi công nghệ S-Max thế hệ mới, mạng RO sản xuất tại Mỹ. Mỹ thì tốt quá rồi, cô ba đang dùng Carufi nè, có nóng có lạnh, uống ngon lắm. Tôi pha mì tôm nha, xem bóng đá nè, con cái tôi lại an tâm pha sữa cho cháu nữa, bảo hành 3 năm, cao nhất tốt nhất thị trường luôn. Cô ba khen như vậy á, thì tôi chở vợ ra mua máy lọc nước Carufi luôn. Chào cô nha. Máy lọc nước Carufi, chuyên gia lọc nước, thấu hiểu chuyên sâu, an tâm sống khỏe. Carufi có mặt trên khắp các cửa hàng toàn quốc. Có nhà không anh Tám? Chuyện gì cô Tư? Ông xã tôi làm một lượt với anh mà nó không có ra. Dù nhà anh làm cách nào mà nó ra hoa cái mê vậy? Tưởng chuyện gì, nhờ sử dụng phân Long Long Thành của công ty cổ phần phân bón miền Nam để tạo mầm đất cô Tư. Khi chuẩn bị xử lý ra hoa, chỉ cần bón mỗi gốc từ 3-5 kg Long Long Thành tùy độ tuổi của cây, giúp cây phân hóa mầm hoa, kích thích mầm hoa ra hoa đồng loạt. Mà không chỉ cho cây sầu riêng đâu nha, sử dụng Long Long Thành cho tất cả các loại cây ăn trái khác để kích thích ra hoa đều rất là tốt đó cô Tư. Vậy á anh, mà phân Long Long Thành các đại lý có bán không anh? Có chứ cô, phân Long Long Thành có hai dạng bột và hạt, đều 16% lân hữu hiệu. Mình sử dụng cho cây ăn trái, cô Tư nhớ đến đại lý mua đúng phân Super Long Long Thành, dạng bột 16% lân hữu hiệu mới hiệu quả cao đó nha cô. Bởi vậy tôi nói, ông nhà tôi cứ cãi tôi không à, cứ nghĩ lân nào cũng là lân, không có chú ý hàm lượng lân hữu hiệu trên bao bì. Thôi, cảm ơn anh nhiều nha, tôi đi về mua lân Long Thành liền. Phân lân Long Thành mới là chính hiệu. Phân bón miền Nam, nông tầm nông sản Việt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự phát sóng hôm nay của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Bảo Lâm, phát trên 6 FM, tần số 102MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Sau đây là phần tiếp âm của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.